Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 vào sáng nay đã bước sang ngày tranh tài thứ 3 của Hội thi Chỉ huy trưởng Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 với nội dung Hội nghị Đảng ủy Quân sự thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố và thi bắn súng K54 bài 1 và 1B. Ở nội dung thi này có sự kiểm tra và chấm thi của các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức. Theo phân công từng phân vai, các thí sinh đã thể hiện rõ khẩu khí, tác phong, giải quyết linh hoạt các vấn đề, tình huống theo đúng yêu cầu đầu bài đưa ra. Trong đó, Chính ủy trên vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành phố, chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố, quyết nghị chủ trương, biện pháp, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến và báo cáo dự thảo nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành phố. Chỉ huy trưởng báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố, đề xuất những vấn đề đảng ủy cần tập trung lãnh đạo. Cách thức chấm điểm của chỉ huy trưởng được dựa trên trung bình cộng của hai nội dung, bản đồ quyết tâm và thuyết minh quyết tâm tác chiến phòng thủ. Điểm thi của chính ủy là điểm dự thảo nghị quyết đảng ủy quân sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố. Nội dung bắn súng K54 bài 1, 1B hôm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, giúp các thí sinh có tầm nhìn tốt, dễ dàng thực hiện ngắm bắn. Từng thí sinh đã làm tốt công tác chuẩn bị, bình tĩnh, tự tin thực hiện từng phát bắn với quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Qua loạt bắn sáng nay, đã có nhiều cá nhân đạt điểm số nổi bật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị. Để đảm bảo kết quả công khai, minh bạch, chặt chẽ, Ban tổ chức đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác chấm thi. Ngay sau khi có kết quả ký trên bia, thì tín hiệu sẽ được truyền từ vị trí báo cáo kết quả đến trung tâm để Ban tổ chức và thủ trưởng cấp trên có thể dễ dàng kiểm tra. Điều này cho thấy chất lượng trong công tác phối hợp, tổ chức các hội thi, hội thao trong toàn quân thời gian vừa qua ngày càng bài bản, khoa học và đáp ứng các yêu cầu, xu hướng, chuẩn quốc tế.